trứng. Đây là phố gì đây? Hàng Mã. Hàng Mã. Hôm nay sinh nhật Nga hơi bị to đấy. Hàng Mã. Quá lớn chứ. Ăn được rồi. Phúc lớn. Hiếm có đấy. Hiếm có đấy. Hôm nay Nga khao món gì? Không biết gì nhưng tao sờ túi thế anh nặng nặng mẹ. Đây, ui dồi ôi, cái giọng của Lan vào đây thì tuyệt vời luôn. Cười này, đây, ừ. Cười tươi, toàn người đẹp đâu. Nào bắt vào máy này, những cái phút giây này mới là tuyệt vời này. Ừ, mới là sinh động này. Mấy khi mọi người quay được đi ô tô với nhau thế này. Tuyệt vời đấy. Ừ, tuyệt vời luôn. À đây là con gì sông Hồng cầu Trương Dương. Đây cầu đây.